tên cướp được một phen nhớ đời khi đụng phải đứa con của quỷ dữ. Theo lời kể của người đàn ông đăng video, lúc đó đã là nửa đêm. Anh và gia đình đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét lớn của một người đàn ông hô lên, cướp, cướp. Sau đó là một vài tiếng hét thất thanh bỏ chạy. Đến khi anh ta ra ngoài kiểm tra thì không còn thấy ai cả. Người đàn ông quyết định xem lại camera để biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta bàng hoàng, sửng sốt. Đoạn camera cho thấy khi đó là 12 giờ 46 phút đêm. Có hai người đàn ông đang đi bộ trên đường. Bỗng chốc, người đàn ông phía sau lao tới, cố gắng giật lấy chiếc ba lô của người kia. Anh ta quyết định vùng lên chống trả lại tên cướp. Khi đó có một bóng đen như là linh hồn xuất hiện. Bóng đen đó đã đẩy văng tên cướp ra xa và dọa hắn bỏ chạy. Nếu để ý, ta có thể thấy người đàn ông kia đi vào lề đường và có những hành động rất kỳ lạ. Có vẻ như có thứ gì đó đã nhập vào cơ thể anh ta. Theo dõi kỹ đoạn video, có thể thấy bóng đen đó có đủ hai tay, hai chân và đã vùng vẫy tấn công tên cướp. Sau đó lại trở về với cơ thể anh ta. Sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nó là sản phẩm của Photoshop. Cũng có người bình luận rằng người đàn ông kia là đứa con của quỷ và linh hồn đó là để bảo vệ anh ta. Dù gì đi nữa thì tên cướp đã có được một phen nhớ đời. Các bạn có suy nghĩ gì về đoạn video trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết với nhé!